Hôm soi được mớ ba kia này cả nhà. Cái bự bự không cả nhà. Giờ cái em đi nướng lửa cả nhà, bật cái lò lên nướng lửa luộc cả nhà. Để cái lò cả nhà. Bỏ mấy cây vô nướng lửa. Đây nướng lửa bằng cái cây mũ nha. Có cây mũ cho nó nhiễu xuống cho nó cháy. Này lửa nó cháy nên nó bắt nó cháy nhiều rồi nè cả nhà. Bể cái dĩ lên nè. Bắt cái xô nước lên này. Đợi nước cho nó sôi rồi đâu em bật bật khí bỏ vô cả nhà. Trời mưa này ngồi gần bếp lửa ấm lắm cả nhà. Sưởi ấm luôn cả nhà, mưa quá trời hôm qua nay mưa không. Em chuẩn tim củi cho nó mau chín cả nhà. Nhiều quá bác khía, nhiều quá em luộc không hết cả nhà, ăn không hết. Em chừa lại ít nè cả nhà. Còn một mớ thì em muối cả nhà. Mớ muối cành ăn nha cả nhà. Muối chắc vô trong keo này nè cả nhà. Để dành ăn từ từ cả nhà ơi. Một cái muối thì ăn với cơm nguội ngon lắm cả nhà. Hết sảy luôn. Ba khía mùa này thì nó gạch sâu không mà cả nhà. Khía mùa này ăn ngon lắm. Cắt ra mùa này cho nó nhiều keo này cho nó đầy, chắc được keo hơn keo đấy cả nhà, 3-4 kg à. Cả nhà thấy không? Thank you.
xôn, cái nhà trộn cơm ăn cả. Đây kêu đấy nha. Đây coi cái nồi bát khía luộc rồi để nó tàn lửa hết. Này để mình thêm củi vô cho nó cháy nhiều nhiều chút. Coi là bát khía rồi cả nhà. Nó chín này đó cả nhà. Để em luộc thêm chút xíu nữa cho nó thịt nó dẻ nó ngon hơn. Gạch nó chắc. Đẩy nắp lại chút nữa. Để em đi đặng bỏ mấy bạc khía vô trong kèo cho nó đầy kèo cho nó gọi luôn anh chị. Chắc keo gửi cả nhà. Tính đâu đầy hai keo mà không đầy hai keo đâu. Được keo mấy rồi cả nhà. Ăn cơm hết sảy luôn cả nhà. Nước sôi dữ nó chín rồi. Khía chín rồi cả nhà. Chín rồi nhắc đem đi đắng đổ ra nè cả nhà. Em bỏ miếng muối vô với miếng ớt đâm và muối ớt chanh chấm ăn cả nhà.
cay cay ăn ngon cả nhà. Cho nó miếng bột ngọt nữa cả nhà. Tí đường chanh vô cả nhà, nặng chanh vô cay cả nhà, cay cay ngon cả nhà, thử miếng này. Ngon quá cả nhà. Khía này cả nhà, ngon quá cả nhà. Hỏi coi nó đi cũng đi học về để kêu nó dọn cơm ăn cả nhà. Bữa cơm sáng có mấy cha con em nè cả nhà ơi, mưa bão không có đi ngoài được. Cái này hôm hôm em đi bắt đó. Mưa hôm qua tối ngày em đi bắt được bà khía với tôm nè, là món ăn sáng cả nhà. Cô chú anh chị ăn cơm với cha con em nha, cô chú anh chị ơi. Mời chú. Đúng rồi, cô chú nha. Mời cô chú nha. Ăn tôm cả nhà. Tôm không đi bắt nữa. Mình vô đem về. Ngon quá nè. Bà xíu mà là gạch không mà nha. Mời ông bà cô chú. Con em mới đi học về chính là dọn ra cho con em ở nhà. Ngon lắm cô chú. Nằm ớt ăn ngon lắm nha. Ngon quá. Mời nó thử ha. Mời bà. Mọi người, 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 mọi nhà thì ấm cúng hơn cả nhà. Mời cả nhà, cả nhà.
ông bà cô chú. Ăn cơm không? Mệt. Mời ông bà cô chú miếng cơm. Ngọt quá nha. Cơm ngọt với thịt dai dai ngon lắm nha cô chú. Cơm ngon quá nha. Cho cái tắt thịt. Lột với lá xả. Lá tôm. Cô chú anh chị có xem clip của cha con em á, xem được kênh á, nhớ ủng hộ cho cha con em xin một like với comment và nút đăng ký kênh cả nhà. Cảm ơn cả nhà nhiều nha. Chào cả nhà nha. Bye cả nhà.